Chào em Mì ta. Hello, em Mì xin mến chào các bạn. Hôm nay là em Mì sẽ vẽ cái mẫu cho cô khách này nè. Dạ em Mì cổ chỉ vẽ hai ngón thôi ha. Em Mì đã sơn xong màu vàng, màu đen cho hơi đèn khô rồi các bạn. Bây giờ em Mì sẽ chấm những cái chấm giống như vậy. Ok, bây giờ em Mì có cái dĩ nhỏ, em Mì sẽ lấy màu ra nha. Em Mì sẽ lấy màu treo ra nha các bạn. Em Mì lấy màu xanh nè. Tại vì cái màu, cái nền đen em Mì sẽ dùng nhiều cái loại màu nó nổi lên, chứ mình dùng mấy cái màu chìm chìm là mình vẽ nó không có ra, mình chấm nó không có nổi. À, màu tím nè, bạn thấy không? Đây em Mì lấy cái màu tím lợt nè, mình nghĩ cho cái tím lợt nó đẹp hơn. Rồi bây giờ em Mì sẽ lấy màu vàng nữa ha. Móng có màu vàng. Cái mùa hè các bạn, cô khách chọn toàn màu nổi ha. Rồi bây giờ em Mì lấy một chút xíu màu hồng nữa nè. Rồi bây giờ em Mì sẽ dùng cái đầu bự nha. Em Mì chấm những cái chấm bự trước. Em Mì chấm một chấm xanh bự nè. Đây một chấm xanh bự nè, có thể là em Mì chấm hai chấm xanh bự. Rồi bây giờ em Mì sẽ chấm tới màu vàng. Rồi bây giờ em Mì chấm màu hồng nha các bạn. Tiếp theo là Mì sẽ chấm màu tím nè. Mì chọn màu tím này đi. Đó. Các bạn thấy màu tím rất là nổi không? À, bên đây cũng vậy, Mì chấm màu tím nè. Rồi bây giờ chấm một bự trước. Rồi bây giờ Mì chấm những cái chấm nhỏ nè. Chấm nhỏ là nó chỉ có màu vàng xen kẽ những cái chấm nhỏ đó, các bạn thấy nè. Đó. Đó. Cái mẫu cô khách là chấm nhỏ chỉ có màu vàng thôi. Rồi lại Mì đã xong. Rồi giờ ngón bên đây cũng vậy, thì Mì sang những cái chấm vàng nhỏ vô những cái khoảng trống này các bạn. Rồi lại Mì đã xong. Bạn thấy rất là nổi không, hai ngón. Ok các bạn, cái tay này là em Mì đã chấm xong nha. Bây giờ em Mì sẽ bỏ vô Mì cho hơ. Tại vì em Mì chấm bằng màu tre, bắt buộc mình phải hơ cho nó khô trước khi mình bỏ cái thép treo lên. Rồi bây giờ tới cái mẫu này em Mì cũng sẽ chấm nó tương tự như cái ống bên kia. Em Mì chấm màu xanh ha. Hai một màu xanh. Rồi bây giờ em Mì sẽ chấm màu vàng đây. Rồi bước kế tiếp em Mì sẽ chấm màu hồng. Rồi giờ em Mì sẽ chấm màu tím nè các bạn. À bây giờ những cái mục lớn em Mì đã chấm xong, em Mì trở cái đầu cọ nha. Em Mì, bây giờ em Mì sẽ chấm những cái màu vàng nhỏ hơn, nó xen kẽ vô những cái chỗ trống đây. Đó, các bạn thấy màu vàng của em Mì rất là nổi không? Rồi, em Mì đã xong. Bên đây cũng vậy, mình xen kẽ vô chỗ nào trống mình bỏ màu vàng vô. Bạn, tại Mì đã hoàn thành xong hai ngón cô khách này nha. Bây giờ em Mì sẽ cho hơ bên đây. Rồi em Mì cũng chia sẻ với các bạn luôn, cái màu vàng là cái hiệu treo Polet này, nếu các bạn mua cái màu vàng giống em Mì. Còn cái màu hồng này là cũng treo Polet luôn này các bạn.
nhưng mà nó Elite 99. Tại vì em mình mua những cái màu này các bạn, nó bán cái khi nó bán nguyên một set 6 chai nhưng mà chỉ có 1-2 chai mình thích nên bắt buộc em mình cũng mua hết nguyên một set. Còn cái màu đen, cái màu đen này rất là đen quyền luôn các bạn, cũng có loại này luôn nha. Các bạn cứ vô Amazon các bạn mua là nó có hết. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng là em mình sẽ bỏ thấp treo lên nha các bạn. Cái thép treo của em mày là cái thép treo không có lau lại bằng alcohol. Em mày bỏ thép treo lên hơ đèn xong lại mày xong luôn, không cần lau lại. Đó, các bạn thấy mình bỏ cái thép treo lên, cái bộ móng nó bóng. Cái loại treo này nó bóng mà nó giữ cũng chắc lắm các bạn. Hôm nay em mày chia sẻ với các bạn cái mẫu này là của cô khách đem lại yêu cầu em mày vẽ nha. Nó cực kỳ đơn giản, nó dễ luôn, nhưng mà nó rất là đẹp cho cái mùa hè và mùa xuân. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha các bạn, và các bạn không bỏ lỡ những video mới của em. Em xin chào tạm biệt tất cả các bạn.